Chào các bạn, điện thoại càng xịn thì càng mau hết pin. Đó là cái vấn đề mà chúng ta phải xử lý rất là nhiều. Và để khắc phục thì một số bạn mua pin rời, đối với những máy có pin rời, một số bạn thì sử dụng sạc dự phòng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái sạc dự phòng của Anker. Cái cục sạc dự phòng này không phải là thứ mà chúng ta có thể mang theo hàng ngày, bởi vì nó rất là lớn và nặng. Và mà nó là một cái thiết bị thuộc dòng Pro, Astro Pro 2 của Anker, tức là những cái dòng mà cho dùng cái cell pin cao cấp hơn và chế tạo xịn hơn, dành cho những người có nhu cầu di chuyển liên tục, ví dụ như khi bạn đi cắm trại hay là bạn đi đâu đó, thì cái cục pin này nó sẽ giúp chúng ta rất là nhiều. Cái dung lượng của cái viên Anker Astro Pro 2 này là 20.000 mAh, và nó còn có một phiên bản nhỏ hơn với cái dung lượng là 15.000 mAh. Thì cái viên pin này đang được bán ở Mỹ với giá là khoảng 80 đô cho bản 20.000 mAh này. Do là cái máy thuộc dòng Pro nên cái Anker Astro Pro 2 này có thiết kế bên ngoài hoàn toàn bằng kim loại, và nó có rất là nhiều những cái cổng USB cũng như cái cổng DC out để chúng ta có thể sạc những cái thiết bị sử dụng điện bình thường. Ở đây thì bạn sẽ có 3 cổng USB, mỗi cổng có cái đầu ra khoảng 1.5A, và đặc biệt là một cái cổng DC out. Cái cổng DC out này thì nó có điện ra là 12V. Ngày xưa thì cái đời cũ thì Anker họ sử dụng điện 19V ở đây, tức là bạn có thể sạc cho bất cứ, hầu hết những cái máy tính xách tay đều sử dụng điện 19V. Nhưng mà trên cái thế hệ thứ hai thì Anker họ chỉ còn làm có 12V thôi, và bạn chỉ dùng được với một số thiết bị điện dân dụng bình thường. Còn đây là cái cổng DC out. Thì cái cổng DC out này chính là đóng vai trò sạc cho cái máy. Ở trên cái cục Anker này Astro Pro thì bởi vì dung lượng pin cực kỳ lớn nên Anker họ không thể dùng những cái sạc micro USB như bình thường. Nó có biết là cái cổng DC input này, DC in này, thì nó có cái dòng điện vào khoảng là 2A và 12V, tức là 24W, lớn hơn gấp đôi so với cái cục sạc iPad của chúng ta. Chính vì vậy mà nó có thể giúp cho cái máy sạc nhanh hơn rất là nhiều. Còn nếu mà bạn sử dụng cái cổng USB thì không thể đạt được dòng điện đó, và cái máy cũng sạc lâu hơn. Khi mà mua cái Anker thì bạn sẽ có những gì? Đầu tiên là chúng ta có một viên pin dung lượng 20.000 mAh. Chúng ta có một cái bao để đựng khi mà mang đi, một cái cổng sạc micro USB để chúng ta có thể sạc những cái điện thoại, một cái adapter điện. Thì cái adapter này cái đầu vô là 2A, điện là 12V, tức là cái dung sạc ra sẽ là 24W, và một cái sợi cáp DC out. Thì cái sợi cáp DC out này có thể dùng để sạc những cái máy tính nguồn nhỏ, bởi vì ở đây các bạn thấy là cái đầu ra nó là một cái đầu tròn như thế này, và chúng ta hoàn toàn có thể thay những cái đầu adapter tương ứng với từng cái máy tính khác nhau. Tuy nhiên các bạn cần lưu ý là hầu hết những cái máy tính đó đều không có dùng 12V, trừ những cái máy tính cực kỳ nhỏ. Nếu bạn vẫn muốn sạc máy tính bằng cục sạc này thì có lại các bạn phải mua cái đời cũ. Cái điểm mình cực kỳ thích ở các cái dòng Astro thế hệ mới của Anker chính là hỗ trợ công nghệ Power IQ. Công nghệ Power IQ cho phép chúng ta cắm cáp vô và cắm vô máy, chúng ta không cần quan tâm đến những điều khác. Tức là máy, cái cục sạc này sẽ tự động nhận điện của cái dòng, và nó cung cấp cái dòng tối đa mà cái điện thoại có thể chịu được, làm cho cái điện thoại sạc nhanh hơn rất là nhiều. Đối với những bạn nào dùng Android hay là dùng iPhone thì điều đó không phức tạp lắm. Nhưng bạn nào đang dùng điện thoại Lumia, những cái điện thoại Winophone cực kỳ khó chịu với dòng. Nếu mà bạn cắm dòng không đúng, kể cả dòng từ những cục pin di động khác như Limit, thì cái điện vào nó chỉ có vào khoảng 0.5 hoặc là 1A thôi, rất là yếu và sạc cực kỳ lâu. Còn đối với những cái dòng mà nhận tự động có công nghệ Power IQ như vậy thì nó sẽ nhận tối đa công suất tối đa mà cái máy điện thoại nạp được, và nhanh hơn rất là nhiều. Đây là một cái điểm mà mình cực kỳ thích. Ngoài ra thì ở mặt trước của cái Astro Pro nó cũng có cái màn hình để hiển thị cái phần trăm pin còn lại. Ở đây mình đang có 62%, thì nó còn sạc, nó còn đầy 62%, và khi nào hết thì mình mới phải sạc tiếp. Xin cảm ơn các bạn.